Đó, cái tuyên vương. Đây là bộ rễ của nó đây. Cây này chúng ta sẽ đắp khoảng tầm 10 tép. Như này chắc đủ rồi, anh em coi chở xuống đi. Khi nào xíu lên nhỏ thêm chứ để lâu quá nó khô chết. Đây là cỏ vetiver mà chúng tôi trồng sen nho này. Cỏ này chúng ta có thể thay rơm phủ cũng rất là tốt. Nhưng bụi cỏ này đạt chuẩn tiêu chuẩn để cắt giống lấy rễ làm sinh dầu, cao khoảng tầm 1m8, 2m. Bên đây là nho, bên đây là cỏ. Hiện tại chúng tôi đang bứng từng bụi cỏ lên để tách tép mỗi bụi, chúng tôi tách từ 10 đến 30 tép. Chúng tôi trồng xung quanh bờ hồ để giữ đất và giữ nước để không có hiện tượng xói lở, cũng như là có cái nguồn sinh khối để che chắn làm vật liệu che phủ bề mặt và những cái giống rau. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu tham gia trải nghiệm du lịch tại farm nắng gió sẽ liên hệ và hẹn gặp lại những video sau.